Đi nhậu về vợ bắt ru con ngủ, ông bố khiến dân tình cười xỉu. Ôi trời ơi. Một đoạn clip được người vợ quay lại để bóc phốt anh chồng ẵm con ngủ trong tình trạng không hề tỉnh táo. Theo đó, sau một buổi tối đi nhậu cùng các đồng nghiệp, khi vui chơi đủ đầy, anh ta quyết định về nhà cùng với vợ con. Ra đường anh như thế nào cũng được, nhưng về gặp vợ là phải làm tất cả mọi việc. Được vợ giao cho trọng trách ẵm con ngủ nên dù có say thì vẫn phải hoàn thành trách nhiệm. Thế nhưng đến khi vợ vào phòng thì thấy cảnh như thế này đây. Vẫn tư thế ngồi ẵm con rất chu đáo, nhưng khi vợ đến gần thì phải hết hồn vì không biết rằng là bá ôm con ngủ hay là con phải trông bà ngủ. Trên tay ông bố lúc này là một cái gối ôm, nhưng anh vẫn cứ ẵm say mê. Còn con thì nằm trên nệm lật qua lật lại, không biết là bố ru con hay là bia ru con đây. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến dân tình không khỏi buồn cười cho ông bố, bởi cũng là ẵm con ngủ nhưng mà nó lạ lắm. Bên dưới là một số bình luận của dân tình để lại. Ông con kiểu tình cha ấm áp như cốc sinh tố lúa mạch ha. Chồng tôi đẳng cấp lắm, nhậu về ẵm con ngủ mà con khóc thì tay dỗ miệng nói ba đây, trong khi con khóc mẹ đang ôm dỗ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.